quay được xe chưa anh? Anh lên tận trên à? Đấy, xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang ở trong thôn Nà Cấy. Đẹp mà, nhà sàn đẹp lắm. Dạ, đây món ngan xào đây luôn. Ngan xào lăn này. Xào ớt. Đây có chứ. Đây có. Đúng rồi. Chám đen kia là khác, còn đây không phải chám ấy đâu. Không phải chám đen. Cơm bánh. Mắc bay, mắc cườm. Cái này mắc cườm nhỉ? Cái này mắc cườm, cái kia mắc bay. Mắc bay. À, nó mà... Cái nó phải là cái chỗ. Mày tao mượn con sao? Đấy, sao nó nhìn. Ngon lắm. Thuy à? Cái này hết đi bên gọi. Bức cái rái cái này nó phải đẩy đẩy lăn qua thì cho hắn chứ trong không sao đâu tê cái là không thì điền cho không biết đẩy. Bác đang hái ổi cho bọn trẻ con. Ai già cam ở đây cũng sai đấy chứ nhỉ bác nhỉ? Cam cây bé tí nhưng mà sai quả cực luôn. Đấy. Mọng nước nha. Ừ, cây này mới sai này. Cây này còn trống lên này, không sợ gãy cành này. Cây bé tí nhưng mà quả rất sai. Ớt gió đây này. Vườn nhà bác là có hết tất cả các loại rau này, rau răm này. Anh Sự ăn mít không? À ăn mía không? Cam này. Bây mình phải chăm cho tốt. Ổi này có nó có bị sâu ở trong không? Cắn xem nào. Có sâu mà. Đâu, cắn thử xem nào. Có. Nhưng mà quả nào chín quá thì có con giòi đấy. Đúng rồi. Không có răng đâu phải không? Đây nào, xem nào. À, có tưởng không có răng. À đây là mít này. Mít tứ mùa. Mít tứ mùa nhá. Cây bằng bằng cổ tay thôi nhưng mà quả đã sai thế này rồi. Đấy, dưới gốc này. Cái này chín chưa anh? Được rồi đấy. Anh thử một miếng xem nào. Đấy miếng ngoài cùng này. Chín được mà. Đấy đã thế thì thử một miếng đã. À. Đây là phao câu. Phao câu ngan đấy nhỉ anh nhỉ? Đúng không? Đấy được rồi đấy. Nướng vàng thơm này rồi. Hôm nay ở đây là làm mấy mâm anh nhỉ? 10 mâm. 10 mâm à? Cả thôn đấy đúng không? Vâng. Đại diện mỗi nhà một người. Đúng rồi. Gà xôi cho anh. Thêm tí nữa. Đấy, xoáy xoáy rồi đấy. Gà vàng thế nhỉ? Gà nhìn nó vàng. Đúng gà làng có khác. Làng ươm. À đây rau đắng này. Cái này là rau đắng đấy nhỉ? Anh nhỉ? Đúng rồi. Rau cổ lam. Cái rau này bọn em có hay ăn suốt mà. Đi bản thì toàn ăn rau này thôi. Đấy, thịt kho chám nhá. Kho chám. Chám này chám già rồi anh nhỉ? Chám già đấy. Già nó mới chuyển màu này đấy. Vâng. Chám này chắc là từ rụng mình đi nhặt ở dưới gốc cây thôi. Đấy, mà. Mùa này thì có ít lắm rồi. Vâng. Sắp hết rồi. Mùa này sắp hết rồi, nó rụng hết rồi. Bởi vì là cây chám nó toàn là cây cao. Vâng. Cao to nên là hầu như không trèo được đâu. Vâng. Một là chặt cành, hai là đợi nó rụng cho là đi nhặt thôi. Chặt cành là sang năm nó không có. Vâng. Ở trên nhà em cũng có cái cây mà. Mình chặt đi thì nó sang năm nó lại không có. Vâng. Nên là cứ đợi nó rụng là đi nhặt là tốt nhất.
À cái này là anh ướp vào gia vị à? Anh ướp gia vị. Xả ớt đấy đúng không? Xả ớt xong tí nữa mình xào nó giòn. Nó ngon. Ngon đấy nhờ. Đều đó. Ngan xào xả ớt. Xả ớt. Xào lăn đấy. Xào lăn gọi là xào lăn. Xào lăn. Ok. Tí nữa cái này phải xào nóng đấy nhờ anh nhờ. Đúng không? Đấy, gà vừa luộc xong đây. Da vàng ươm nha. Như gà thiến đấy. Nhìn ngon quá. Đang nóng. Món gì nướng đây? À, tim gan à? Tim gan của Ngan à? Lúc đấy em với anh triển mỗi người cái phao câu rồi. Bây giờ lại tiếp tục chuẩn bị triển tiếp món này nữa. Nhưng mà bí mật nhé. Bí mật chứ. Xào cái thịt cho chín nữa nhá. Lòng ngan xào dừa chứ. Vâng. Cái này phải phòng mẹ không? Anh ơi, cho con ăn. Cho con mẹ nó. Nhờ, cứ xào cái lòng hết đi. Xào cái lòng cho chín hết đây, xong rồi quất đây, đồ xuống thẳng cho chín hòa ba. Nhớ xào ra đi. Đạp đi 45 tén sắp. Ớt. Ớt của nhà bác cũng có nhiều nhờ, ngoài vườn rau. Em vừa đi ngoài vườn rau về, nhà bác không thiếu gì một loại rau nào luôn. Cái nó mà xin phép là có nhà bác này với nhà cô. Ừ. Rau củ quả là đầy đủ hết. Cái không thể thiếu cái gì. Cái gì? Tiết này tí để vào nước chấm đấy anh nhỉ. Vâng. Có làm chấm bằng tiết không hay là cho vào xào đi? Chưa, 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 có nước chấm có ấy là chưa xào được mẹ nào. Có được, chưa? Xào đấy này, xào gần đi. Vẫn còn nhưng mà chẳng biết ở đâu. Bớt ra một nửa đi, xong thì xào hai mẹ. Đúng rồi, làm bớt ra. Cái này bỏ vào đâu? Cái này bỏ vào cái kia nhá. Cái chám nhá. Ở trong này. Dưa đấy hả? Dưa vào. Dưa vào cái cánh. Đấy, dưa đấy vào. Đặt cái dây luôn. Cho trực tiếp luôn nhá. Vâng. Đấy, cho vào. Lòng xào dưa. Lòng ngan xào như thế này. lòng ngan lòng vịt thôi. Thêm đi. Dịch ra đây chị đi xem cái nồi kia đấy, động như hết rồi. Nó bắt đặt theo bài ní. Đầu đông vui đấy nhỉ. Anh Việt à? Đấy, thịt lần luộc này, nóng hổi. Ê, trong hồ no nhiều khách không anh? Dạo này em cũng thấy khách đi vào nhiều đấy chứ. Nhưng mà cái đường nó khó về đến nửa đường người ta làm đi đâu. Đường Phú Linh đang làm nhỉ? Cái này hơi trái đường tí. Chết đấy. Nóng hổi nhá. Thịt luộc à? Chưa chín à? À, đây rau cải cho vào canh xương ngan. Chưa vãi đâu. Tên đĩa phải làm gì? Ở đây khăn cưới được mà.
Thịt lợn luộc á, lợn đen. Tay anh thì chịu nóng tốt đấy nhỉ. Bao tay cho anh. Vừa bỏ ra nóng. Bao tay á, anh bảo nó lấy chưa lấy. Nó đang lấy trên đường rồi. Không cần đâu. Em lúc chạy gam rồi. Thôi tay mình sạch mà. Em lúc chạy gam rồi. Một em. Có đây có không? Không cần bao tay nữa nhỉ. Ừ, cần gì tay mình sạch. Hợp vệ sinh mà. Điện thoại bốc khói à? Điện thoại sắp cháy rồi chị ạ. Quay nhiều quá. Sắp cháy hết cả điện thoại rồi. Cái kia rau đắng xào à chị? Vâng, rau đắng xào tỏi. Toàn món ngon nhỉ? Món nào đặc sản trên đường? Lên cháy đi, ăn đi, ăn. Uầy, cơm cháy à? Ngon đấy nhỉ? Cái này khuyến cáo người già không nên ăn. Cứng quá nhờ. Mình nấu bếp củi xong là nấu vào cái nồi dày này nó mới có cơm cháy thôi. Còn nồi mỏng là không bao giờ có cơm cháy. Nồi gang này mới là nồi chuẩn này. Để làm bây giờ làm đám cưới đám tiệc cũng phải nấu vào nồi hết. Nồi gang nồi cơm là chuẩn nhất đấy. Cơm cũng chuẩn. Lấy đi chiên ăn. Cơm chiên. Đấy, rau đắng nhá. Rau đắng này, rau rừng này. Rau rừng này. Để lòng gan xào dưa. Thịt kho tráng. Gà luộc. Lúc nào bày hết á? Nhóm bác chắc khổ mình rồi. Đó cái đó, cái đó bác nhau cái mỏ này có thêm không? Được rồi, con gái. To cái này đây. Nga là không, không dùng cám từ từ. Canh rau cải. Đắng hơn cả phải on chín đấy nhé. Ừ. Còn nước keo, nọc keo. Xương ngan mà nấu với rau cải như thế. Quá ngon luôn kìa. Anh nhà thường đúng rồi. Nó là vừa của nó đấy. Đúng bài của nó. Thôi cho bắt tiệm bắt. Thôi cất tất. Bọ. Cần điều chứ. Đâu cần là con trọng điều mắt lắm. Cần điều mặt trứng đều. Cần sân khấu mặt. Cần điều tắc mặt trứng đều. Tốt anh hiểu mắt. Nhiều nhịp quá. Đông vui quá anh ạ. Như kiểu ngày Tết. Đây, cái bà 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 đây, cái bà
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.